Tớ biết là độc ác nhưng đây luôn là thời điểm vàng để nói đến chuyện đồ ăn. Sẵn sàng nhận phẫn nộ. Vẫn là từ cái chuyến đi Đông Bắc từ hồi nghỉ lễ độc lập lao động. Sau khi càn quét sương sương ở Hà Giang thì bọn tớ ngồi em mông 8-9 tiếng gì đó trên xe lao thẳng đến Cao Bằng. Nhắc đến du lịch Cao Bằng thì bình thường người ta chỉ nghĩ quanh đi quẩn lại là bác bó có xứ Lenin hay là thác Bản Dốc. Thực ra tớ cũng nghĩ thế. Mặc dù nghe có vẻ nghèo nàn ít chỗ đi nhưng mà đi rồi mới thấy Cao Bằng đúng là không tầm thường tí nào. Cảnh Cao Bằng ui, đẹp mê mẩn luôn ấy, thậm chí là một cái số vô danh ở bên đường cũng làm bọn tớ mất tận 20 phút tấp vào lề để chụp vài vạn cảnh xong rồi mới yên tâm đi tiếp được. Nói chung suối Lenin với cả thác Bản Dốc thì đẹp. Gần đây tớ search thì thấy Cao Bằng còn có những cái điểm đến khác nữa như kiểu hồ Thang Hen này, núi Thủng hay còn gọi là núi Bát Thần này, với cả mấy cái khu du lịch sinh thái khác nữa nhìn hay phết. Đại loại những cái điểm du lịch ở tỉnh đấy vốn đã là cái để tớ muốn quay lại Cao Bằng rồi, xong rồi người Cao Bằng còn dễ thương, đồ ăn vừa lạ vừa ngon. Nói chung lý do quá là thừa thãi để chúng ta không ngại đến Cao Bằng. Mặc dù ẩm thực Cao Bằng tớ thấy không quá phong phú, tớ ăn được có 3 món đấy thôi. Cũng có thể là do tớ chưa tìm được nhiều thứ để ăn, nhưng những cái món tớ ăn ở Cao Bằng ấy thì đặc sắc thực sự luôn. Món đầu tiên là bánh trứng kiến, trứng của con kiến ấy chứ không phải là trứng kiến. Nghe ăn kiến thấy có vẻ gai người nhỉ. Bánh này có vỏ là bột nếp ăn dẻo dẻo, vị mặn mặn và bên trong có nhân là trứng của các bạn kiến. Cái trứng kiến ấy khi mà các cậu nhai nó sẽ nổ tanh tách ở trong mồm giống như kiểu ăn caviar ấy, nhưng mà đây là kiểu phiên bản bớt sang hơn ấy, đại loại là khác vui mồm. Mà bánh này không phải lúc nào cũng có đâu nhá, tại vì lúc đấy bọn tớ đi đúng mùa cho nên là nhờ cô chủ homestay ship về. Mùa sinh sản của loài kiến là vào cuối tháng 4 đầu tháng 5, đúng là cái dịp nghỉ lễ luôn đấy, cho nên là các cậu nào muốn thử cái món này thì nhớ đến Cao Bằng vào đúng cái dịp đấy nhá. Nhân tiện vì cô chủ homestay này đáng yêu nhiệt tình cho nên là tớ recommend các cậu nào mà định đi Cao Bằng ấy thì book ngay cái homestay classic này mà ở nhá, sạch xinh yên tĩnh và tiện đi ăn. Ngoài bánh trứng kiến ra thì còn có cả xôi trứng kiến đấy nhá. Thật ra cô chủ homestay cũng có hỏi bọn tớ là có ăn không để cô đặt luôn, xong rồi bọn tớ bảo không tại vì nghĩ là đến Ninh Bình cũng có ấy, đáng ra là phải hớp luôn, tại vì là lúc đến Ninh Bình bọn tớ mới search ra là cái chỗ có xôi trứng kiến ở đấy nó hơi xa cho nên là không đi được. Tiếc quá hu hu. Quay lại với món bánh trứng kiến, thật ra tớ thấy cái món này không quá tệ nhưng mà cũng không quá ngon ấy, kiểu vô thưởng vô phạt cho nên là ăn cho biết và để không hối hận. Yên tâm, món tiếp theo là ngon hẳn luôn rồi này. Ngay gần homestay bọn tớ ở cách khoảng 10m thôi có một hàng bánh áp chao. Đúng rồi, các cậu không nghe nhầm đâu, áp chao chứ không phải là áp chảo nhá. Mặc dù bánh được vớt ra từ chảo thật nhưng mà tên nó vẫn là bánh áp chao. Google đi thì biết. Món này thực ra là hay bán vào mùa đông nhưng mà đợt đấy bọn tớ ăn may như thế nào lại được thử, tại vì là cả nhà cô bán bánh bảo là nghỉ lễ mang ra bán tí cho đỡ chán. Chắc kiếp trước tôi giải cứu thế giới cho nên là kiếp này được độ cho ăn ngon. Bánh này có phần vỏ làm từ bột nếp trộn với khoai môn này, xong rồi là đặt cái miếng thịt lên, nặn lại xong rồi thả vào chảo rán gấp dầu. Lúc ăn thì bên ngoài nó sẽ giòn rụm, bên trong thì nó lại nóng dẻo. Thêm vị thịt lợn đậm đà từ trong nhân cuộn vào xong rồi lại còn chấm vào cái bát nước chấm pha chua ngọt lại kèm ăn dưa góp nữa ý. Tàn nhẫn hơn là cái món này còn ăn kèm cả thịt vịt cũng rán giòn luôn nữa. Eo tôi thề như kiểu có một cơn lên đỉnh trong miệng các cậu ấy. Ngon dã cả man. Nghe có vẻ hơi cồng kềnh không liên quan cả hơi quái thai nhưng mà lúc ăn thì chúng nó đu đưa nhau thật cho nên là cũng quái thai thật, kiểu hợp khẩu vị một cách dị thực sự luôn. Lúc mua bánh còn được cả nhà cô bán bánh tặng hẳn 2 cái đi ăn thử, tặng đúng nghĩa nhá, không tính tiền luôn. Người Cao Bằng mắc chứng đáng yêu thì phải, từ cô chủ homestay đến cái nhà bán bánh áp chao. Và cuối cùng hoa hậu ẩm thực trong chuyến đi Cao Bằng này chính là đây là một cái món ngập mồm theo nhiều nghĩa, tại vì là trong một cái bát này có ngót nghét 10 loại topping. Topping sơ sơ gồm lạp xưởng, thịt lợn quay da giòn, thịt vịt da giòn, lạp, khoai lang chiên thái sợi, dưa chuột thái sợi, thêm chút rau sống này, dưới mật ong kiểu gì đó, xong rồi chan nước trộn chua ngọt. Chỉ riêng cái đoạn trộn chua ngọt thôi là nghe đã muốn nuốt nước dãi ừng ực rồi. Một bát phở mà có tận 2 loại thịt thì nghe có vẻ hơi nhiều đạm nhưng mà lúc ăn thì lại tương đối hợp lý. Ăn thịt lợn và thịt vịt cùng nhau là tục của người Cao Bằng thì phải. Cái bánh áp chao kiệu thế, mà đặc biệt là cái khoai lang thái sợi nó làm cho cả bát phở nó vừa ngậy vừa thơm. Đây chính là cái loại món ăn mà mình phải há to mồm để vừa đớp được sợi phở lẫn tất cả các loại topping cùng một lúc. Ăn sướng mồm dã cả man. Cao Bằng là cái xứ đã làm tôi phải cảm nhận bằng cả cái thi thể này. Lúc đi hết mình, lúc về hết tiền. Mặc dù mới được thử 3 món đặc sản ở Cao Bằng thôi nhưng mà tỉnh này đã để lại cho tớ một cái ấn tượng cực kỳ tốt, từ điểm du lịch ẩm thực đến con người. Nếu cậu nào là người Cao Bằng mà xem được cái video này thì mong cậu có thể giới thiệu thêm cho Ly cũng như cho tất cả mọi người về những cái điểm đến hay, đẹp hay là những cái món ăn mà tớ chưa được trải nghiệm ở Cao Bằng nhé. Cảm ơn các cậu. Video này được tài trợ bởi Viage.